chút nữa, ví dụ như cái máy này nè, để chút nữa mình tắt máy khởi động lại cho các bạn xem là nó sẽ bình thường thôi, chứ nó không có bị văng hay là gì hết ha. Những app ứng dụng đồ xài bình thường, ngân hàng hay là ứng dụng MoMo gì đó là các bạn xài thoải mái luôn. Alo, xin chào các bạn. Mình có nhận của khách cái máy iPhone này. Máy này thì iPhone 7 iOS 15.8. Máy này để 3 baud rồi nha, 3 baud mà xài SIM pin đó, giữ lại baud band. Cái này là model RFN đó, mình 3 baud cho 0,02 pin đó, giữ lại baud band nha các bạn. Các bạn chưa hiểu cái cách giữ lại baud band là sao đó, thì xem lại video cũ giúp mình nha. Ứng dụng xài đầy đủ. Họ yêu cầu mình cài TrollStore 2 nè, để cài cái YouTube trên xe hơi, rồi cài những cái file IPA ngoài các bạn. Giờ mình ghim vô máy tính. Mình chia sẻ với các bạn là cái cách mà mình cài vĩnh viễn cái TrollStore 2 nha. Máy này thì hoạt động bình thường thôi, 3 baud dùng wifi. Thì trên trang chủ người ta có nói nè các bạn, những cái chip mà thấp á, ví dụ cái con máy này là iPhone 7 chip A10, thì mình cài cái TrollStore 2 á bằng cách nào? Thì mình coi từ cái iOS tương ứng của mình nè, iOS 15.8 thì mình cài TrollStore từ cái TrollHelper nha. Có nghĩa là mình cài cái TrollHelper xong á, mình cài cái TrollStore. Thì những cái iOS cao á thì hôm nay mình có máy mình chia sẻ sau. Giờ mình làm con máy này mình giao cho khách cái, mở Device Manager lên. Thì nói chung là mình cài TrollStore hiện tại thì nó xài vĩnh viễn trên những cái hỗ trợ khá là nhiều dòng máy với là iOS nha các bạn. Giờ mình mở cái Windows lên để mình giao red cho nó, rồi mình cài cái TrollHelper trước, rồi mình cài cái TrollStore sau nha. Thì mình chạy roulette thôi nha các bạn. Cái này thì mình cài kiểu mà khách hàng yêu cầu cài đơn giản thôi, chủ yếu cài file IPA ngoài rồi tùy biến sơ sơ thôi, chứ không có cần vào red sau cái máy này à. Thì mình chạy rút led thôi nha các bạn. Tiếp tục đưa vô DFU. Khi đưa vô DFU thì các bạn làm theo cái tool nó chạy thôi, cái tool này trên kênh mình cũng chia sẻ khá là nhiều video á, thì anh em chưa rõ thì xem lại giúp mình. Lúc này thì các bạn cứ đợi cho nó cài driver gì đó thì nó tự nó chạy thôi, là máy mình nó đã vào red xong á. Rồi tiếp tục mình làm những cái bước kế tiếp nha. Hiện tại thì TrollStore cái phiên bản mới á, nó hỗ trợ khá là nhiều dòng máy nha các bạn. Nhưng mà không phải là tất cả ha. Trên trang chủ á, người ta có nói những cái phiên bản iOS cái cách cài như thế nào á, thì người ta nói khá là rõ. Thì mình có một cái máy chip gì iOS máy á, thì mình làm tương ứng là được nha các bạn. Cái này mục đích á, hiện tại nó ra cái TrollStore mới á, là dạng như là mình cài mà mình tắt máy khởi động lại á, nó ok luôn nha, nó không có bị văng hay là gì nha các bạn. Chứ lúc trước mình ra red mình cài TrollStore là tắt máy khởi động lại là mình phải cần ra red lại nha. Sau khi mà mình ra red với Windows xong á, cái máy nó sẽ khởi động lại. Nếu mà trên Power Tool nó chưa báo á, thì các bạn tắt Power Tool đi. Nói chung là mình thoát hẳn luôn, exit nó luôn á. Thì các bạn mở lên lại là các bạn sẽ thấy cái máy mình để giao red thành công thôi. Đó các bạn thấy không? Giao red thành công nè. Trên điện thoại thì nó có cái icon Blenden. Rồi tiếp tục lúc này thì mình bấm vô mình cài Sileo, rồi mình thêm nguồn hay là gì đó nếu mà các bạn chơi giao red nha. Giờ mình cài cái Sileo trước nè, rồi các bạn đợi cho nó cài. Khi mà nó cài cái Sileo thành công á, là mình tiếp tục cài cái TrollStore thôi. Lúc này nó hỏi mật khẩu thì các bạn bấm 1-2 ký tự bất kỳ thôi, trên giống nhau dưới giống nhau là được nha các bạn. Rồi có Sileo ngon lành nè. Rồi mình vô Sileo cập nhật những cái tweet trong cái Sileo á. Nếu mà các bạn chưa cập nhật thì các bạn cập nhật hết lên. Rồi bắt đầu mình cài cái TrollHelper trước nè. Mục đích đó, mình cài cái TrollStore thì mình cài TrollHelper, mà cài TrollHelper bằng cách nào thì tùy cái iOS ha, tùy cái chip nữa. Ví dụ cái máy này là A10 iPhone 7 thì nó giao red được thì mình giao red trước đi, rồi mình cài cái TrollHelper xong thì mình bấm vô. Tiếp tục mình cài cái TrollStore. Cái TrollStore 2 á, là dạng như là cái phiên bản mới á các bạn. Nó tắt máy khởi động lại hay gì, là nói chung là nó vĩnh viễn luôn nha, ngon lành luôn á. Cái này là mình xài khá là tốt. Rồi khi cài xong á, rồi ví dụ như cái máy này nè, để chút nữa mình tắt máy khởi động lại cho các bạn xem, là nó sẽ bình thường thôi, chứ nó không có bị văng hay là gì hết ha. Những app ứng dụng đồ xài bình thường, ngân hàng hay là ứng dụng MoMo gì đó là các bạn xài thoải mái luôn, nó không có bị văng ha. Ví dụ giờ mình tắt máy khởi động lại luôn nè, cái này sim pin thì nó hay hỏi các bạn bấm hủy giùm mình đó, các bạn thấy không, tròn nó vẫn còn nè, bấm vô có được không. Ok, ngon lành. Bây giờ mình cài một hai cái ứng dụng ngoài á cho các bạn xem cho nó dễ hiểu nha. Mình có để một số đường link đó. Cái này là một số link cơ bản thôi, chứ cũng khá là nhiều, các bạn tìm hiểu thêm. Ai có những cái đường link file IPA mới hay thì để lại bình luận bên dưới ha. Giờ mình cài cái card Tubi nè, để xem YouTube trên xe hơi á. Anh khách ảnh chỉ yêu cầu mấy cái này thôi, đơn giản thôi, miễn sao mà tắt máy khởi động lại nó không có mất là được. Rồi các bạn cài theo hướng dẫn trên màn hình đó là được thôi nha. Nói chung link IPA giờ khá là nhiều, cái nào các bạn cài được thì các bạn cài. Còn các bạn thấy cái những ứng dụng nào đó không cần thiết á, mà cái máy mình chip thấp quá thì cũng không có nên cài nhiều nha, nó cũng hay đụng chương trình đó các bạn. Nói chung vấn đề mà Jailbreak hay là cài TrollStore thì cái máy bình thường hoặc là cái máy bypass gì đó là mình làm bình thường hết nha các bạn. Nó không có dạng như là kén máy hay là gì ha. Cái này là cái máy mình đã bypass rồi, khách hàng không có nhu cầu xài sim, mình bypass dùng wifi thôi. Giờ cài cái Tron mới nè, để tùy biến cái máy mình cài những cái file IPA ngồi, hạ cấp vệ sinh, hạ cấp ứng dụng hay là hack game gì đó là tùy các bạn nha. Đó, các bạn thấy cái ứng dụng nào hay thì các bạn cài. Có những cái trang web, trang chủ hoặc là những cái link gì của mấy bạn trên Facebook á, khá là hay ha. Các bạn cứ tải về, các bạn test thoải mái. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.